Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Thành Quyền xin phép được cập nhật gửi đến quý vị một số những cái thông tin liên quan đến câu chuyện của Sự Minh Tuệ. Chúng ta vừa trải qua hai ngày quốc tang, ngày 25, ngày 26 tháng 7 năm 2024, và ngày hôm nay cũng là một ngày gọi là không kém quan trọng, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2024. Ngày hôm qua đó thì Thanh Quyền cũng đã cập nhật gửi đến quý vị khi mà phía cơ quan chức năng vào cuộc đối với một số các YouTuber đã quay ở cái khu vực mà gần Sư Minh Tuệ ẩn tu tại Nha Trang ngay thời điểm này. Sáng ngày hôm nay thì theo được biết đó, thì người dân cũng gọi là có đông ở đó, và trong lòng của họ thì cũng mong muốn được nhìn thấy Sư Minh Tuệ. Mặc dù khi mà người ta đến đó thì có chút chặn, và ai ai cũng biết rằng là Sư Minh Tuệ sẽ không đi ra ngoài đó để mà cắt thực, chỉ là cái khu vực bên trong cái chốt chặn đó thôi. Và có những người đó thì mình thấy rằng là 7-8 ngày rồi, từ miền Tây đi lên 7-8 ngày vẫn trực chờ ở đó, vẫn tin tưởng rằng thầy sẽ đi bộ ra gọi là cắt thực. Các YouTuber mà khi bị xử lý thì cũng đã chính thức bỏ cuộc rồi, mà quay về nhà rồi cả nha. Tất nhiên thôi, cũng phải có những cái cam kết nhất định về cái câu chuyện mà không giật tích câu view, khiến người khác hiểu lầm là Sư Minh Tuệ sẽ đi bộ cắt thịt ra ngoài, hay là Sư Minh Tuệ xuất hiện với những cái tích, thậm chí là lên tới tận núi sàn Nha Trang để mà truy lùng vân 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 vân, mặc dù thì thầy không có ở đó. Thì những cái tiêu đề, những cái đoạn video này đó thì khiến cho rất là nhiều người hiểu lầm rằng là Sư Minh Tuệ xuất hiện, Sư Minh Tuệ đi bộ khắc thực, cho nên người đông, người dân người ta lại tiếp tục kéo về đó đông với cái mong mỏi được nhìn thấy thầy hoặc là đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Thưa cô chú anh chị, và tất nhiên rồi, kể từ khi mà thầy về Nha Trang là chúng ta thấy rằng những cái thông tin mà thầy xuất hiện không hề có, cho đến thời điểm hiện tại cũng như vậy, và cũng chẳng ai gặp được Sư Minh Tuệ ngay cái tại thời điểm này, kể cả cho dù đó là gia đình, là bản thân anh Hình hay là anh Tuấn. Thưa quý vị, nhưng mà điều bức xúc hơn ngày hôm nay mà Thanh Quyền muốn chia sẻ đó, không chỉ sử dụng hình ảnh của Sư Minh Tuệ để kiếm tiền, để giật tích, mà họ lại có những cái động thái, đó chính là cái kênh gọi là Đây Đó Cần Thơ, sử dụng luôn cả cái câu chuyện hình ảnh của Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày vừa qua, ngay cái ngày lễ quốc tang. Nào là những cái tiêu đề mang tên là vĩnh biệt Bác Nguyễn Phú Trọng, Sư Minh Tuệ gọi là mang y trắng, nói lên điều này, nói lên điều kia. Thưa cô chú anh chị, chúng ta biết rằng là cái câu chuyện mà Sư Minh Tuệ xuất hiện là không có, và những video clip mà Sư Minh Tuệ mang cái tấm mi mà có màu trắng trên này thì đã xuất hiện từ rất là lâu. Họ mang lại cái câu chuyện này để mà ghép vào cái vấn đề mà cả đất nước của chúng ta đang vô cùng thương tiếc, đó là cái hành vi gọi là giật tích câu view bất chấp. Mình cần phải lên án cái đối tượng Đây Đó Cần Thơ này. Đã hai ngày thì đối tượng này sử dụng cả hai clip nói về cái câu chuyện mà sử dụng hình ảnh của Bác Nguyễn Phú Trọng, đó là cái hành vi gọi là thiếu tôn trọng đối với Bác Tổng Bí Thư. Và trước đó thì chúng ta đã từng theo thông tin cho một số các cơ quan báo chí đó thì cũng đã xử phạt một số kẻ gọi là xúc phạm và có những cái vấn đề gọi là xuyên tạc về cái câu chuyện của cố Tổng Bí Thư rồi, cô chú anh chị. Còn riêng cái đối tượng này, đó chính là cái hình thức câu view kiếm tiền bất chấp, và những cái thông tin về nó không chính xác. Làm gì có ai mà thấy được Sư Minh Tuệ hay là ngày mặc y áo trắng nào trong đó mà lại giật tích mang cái câu chuyện mà người ta đang đau thương ra, kể cả Bác Nguyễn Phú Trọng mà tụi mày còn không còn tha, để mà giật tích hình ảnh của ông ấy để mà câu view câu like. Đó chính là thằng Đây Đó Cần Thơ nha cô chú anh chị. Thì theo mình được biết rằng đó, thì phía cơ quan chức năng cũng đang gọi là xem xét số những cái cá nhân này. Nhưng mình biết rằng trước đó là những video clip của thằng này thì đa số là nó ăn cắp lại là nhiều. Không biết rằng thì nó có trực tiếp ở đó hay không. Mình cũng kêu gọi bà con, nếu mà ai thấy cái thằng Đây Đó Cần Thơ này ở đâu thì có thể gọi điện trực tiếp phía cơ quan chức năng để mà xử lý thằng này. Hành động giật tích câu view mang cả cái câu chuyện của một gọi là nhà gọi là chính trị cả dân tộc yêu mến, đó chính là Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người ta đang hướng về hai ngày lễ quốc tang, mừng tụi mày để dễ dùng cái câu chuyện đó để mà giật tích câu view kiếm tiền một cách bất chấp. Chưa thấy tấm gương của những cá nhân khác
từ nhịp sống nêu của cái ngăn ngát thì cũng đã, chúng ta thấy rằng đã bị xử lý rồi, trước đó cũng phải đã phải ký cam kết tại Gia Rai rồi, Gia Lai đó, nhưng mà vẫn tiến về Nha Trang để quay một số video. Kể cả Hoàng Sáu bây giờ ngày sáng ngày hôm nay thì chỉ đăng lại một số những video cũ thôi. Mình khẳng định cho đến thời điểm này chẳng có ai quay được những video clip nào hay về Sư Minh Tuệ, hoặc là Sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện chỗ này chỗ kia cả. Thầy đang ẩn tu, và nếu như thật sự yêu quý thầy thì mọi người hãy để yên tĩnh cho không gian thầy có thể tu tập đó. Và thậm chí hơn nữa đó, thì mình thấy một số trang mạng cho rằng là đưa thông tin rằng là Sư Minh Tuệ là đã tỏ hào quang rồi, là còn niệm gọi là Nam Mô gọi là Bổn Sư Minh Tuệ Phật gì đó trên mạng xã hội Facebook đang gầm gầm. Thì mình không biết có phải phải thật đó là họ có thể tiếp cận được thầy hay là họ yêu thương thầy hay không. Nhưng mình khẳng định một điều, ngay thời điểm này chẳng có ai tiếp cận được thầy hay là ở bên cạnh thầy, có thể chụp hình, có thể quay phim hay là chứng kiến được một điều gì cả. Chúng ta thấy phía cơ quan chức năng họ đang bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt cái khu vực đó, cực kỳ nghiêm ngặt. Không có thể mà có câu chuyện mà ai vào trong đó để mà quay phim, chụp hình. Thậm chí chính người những người dân trong đó họ cũng gọi là không có quay phim, chụp hình được. Chứ đừng nói là ở ngoài mà để mà loan lỗi vô đó để mà quay phim. Cho nên là cái câu chuyện mà nói rằng là đưa những cái thông tin là Sư Minh Tuệ gọi là tỏ hầu quang, hay là mọi người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích, Bổn Sư gọi là Minh Tuệ Phật. Thì mình hỏi cả nhà nè, cái câu đó đó, mọi người có đang thật là yêu mến thầy hay không? Nếu mà chúng ta gọi là đưa những cái thông tin đó mà gọi là nó không đúng đi, thì nó sẽ như thế nào? Chính nó sẽ là những cái thông tin mà gây hại thầy. Mặc dù điều đó đó ai cũng muốn, nhưng mà ngay thời điểm này thì đó là một cái những cái câu chuyện cực kỳ nhạy cảm. Nếu mà thầy quả thật đã thành đạo, đã chắc gọi là chánh đẳng giác, đã giác ngộ rồi đó, thì cũng phải chứng kiến, chúng ta phải chứng kiến được bằng xương, bằng thịt, bằng mắt người chúng ta những cái sự thật, chứ không phải là nghe những tin, những cái lời đồn. Và thậm chí tất nhiên lời đồn thì nó sẽ có gọi là có hại ở trong đó. Về cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là thầy đã bị dồn vào đó, chứ không đâu phải là thầy mong muốn gì đâu. Và sự những cái sự ồn ào vừa qua đó, thì theo cô chú chị cứ nghĩ rằng là một cái sự kiện đơn giản là người dân tập trung rồi này kia là thầy phải như vậy. Nhưng có bao giờ thì cô chú chị nghĩ rằng đó, những cá nhân mà nó gây ồn ào như vậy đó, có được thuê mướn, có được kích động hay không để làm câu chuyện này? Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là không muốn Sư Minh Tuệ đi trở lại. Họ phải làm ồn ào như vậy để mà chức năng, cơ năng chức năng gọi là chú ý, cơ năng chức năng vào cuộc, thì thầy Minh Tuệ không thể yên ổn. Thưa quý vị, tại sao họ lại bất chấp đến như vậy? Sẵn sàng nếu như lỡ bị cơ quan chức năng gọi là bắt hay là bế về đồn, họ cũng chấp nhận tiếp tục gây ra những cái ồn ào. Kể cả là kênh YouTube, TikTok hay là người dân mở miệng ra nói yêu thương, nhưng trên thực tế là cô chú anh chị nghĩ đi, họ có phải là những người yêu thương thật sự, hay là đang gọi là cố tình để mà kích động, đưa những cái thông tin không đúng khiến người khác hiểu lầm? Là cái thứ nhất, từ TikTok qua đến Facebook đưa những cái thông tin như vậy thì khiến người ta gọi là tràn về, đổ về, tin tưởng cái này, tin tưởng cái kia. Thậm chí là rất là nhiều người đã bị lừa, thưa quý vị, rất là nhiều người đã bị lừa. Vậy thì theo cô chú anh chị nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là yêu thương thầy, hay là thật sự gọi là đang phá thầy? Và liệu rằng những người phá thầy như vậy đó, từ là chạy ôm ấp nè, từ gọi là kích động ở đó, thì là những cái câu chuyện đó được thuê, được mướn hay tự họ làm? Mình đánh giá rằng có một cái thế lực đang muốn thầy phải ẩn tu trong núi sâu, muốn mọi người không được nhìn thấy thầy nữa, không ai có thể nhìn thấy thầy và biết thầy ở đâu. Đó chính là cái điều mà họ mong muốn, thưa quý vị. Cái việc mà thầy đã chọn cách ẩn tu ngày hôm nay, kể cả mình khẳng định một lần nữa, kể cả gia đình anh Thình hay là anh Tuấn bây giờ không có thể gặp thầy nữa, đừng nói câu chuyện bất cứ ai gặp thầy. Một cách kênh YouTube hiện tại, hay là Facebook, TikToker hiện tại giờ đang ở đó ha, vẫn còn ha, vẫn còn mâm me chạy qua chạy lại ha. Hoàng Sáu thì bây giờ đã về nhà rồi, đi trốn rồi, chỉ đăng lại một số clip cũ thôi. Còn Phương Nguyễn thì không dám dừng lại một chỗ, chỉ có thể chạy tới, chạy xe, chạy tới, chạy lui để gọi là
quay phim gần khu vực đó không còn thoải mái như trước nữa. Bởi vì ngày hôm qua thì cũng đã làm việc với 6 kênh rồi. Theo mình biết là 6 kênh, trong đó có nổi trội nhất là vẫn là Nhịp Sống Nêu. Bên cạnh đó thì cái đối tượng gọi là Đây Đó Cần Thơ, thì mình khuyến cáo cái đối tượng Đây Đó Cần Thơ đó nên gỡ những cái clip liên quan đến lấy hình ảnh của bác Nguyễn Phú Trọng, lấy cái câu chuyện của bác Nguyễn Phú Trọng, lấy cái vấn đề ngày quốc tang của đất nước để mà giật tích câu view, lôi vào cái câu chuyện của Xuân Minh Tệ. Đó chính là hại thầy chứ không phải là thương thầy gì cả. Mình cảnh báo thằng Đây Đó Cần Thơ và gọi là kêu gọi bà con nha, thấy thằng này ở đâu thì báo lập tức ngay cho cơ quan chức năng địa phương để mà xử lý thằng này. Đây Đó Cần Thơ nha, kênh này kênh không nhỏ, giật tích câu view cực kỳ ghê gớm, nói rằng là vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng, rồi bác Nguyễn Phú Trọng qua đời từ trần, sư Minh Tuệ là đeo y trắng, mặc áo trắng vì khóc vì tùm lum tùm la hết trơn. Thì cô chú anh chị nghĩ rằng cái câu chuyện là nó có đúng không, có thật hay không? Nhưng mà có dù giật tích như thế nào thì cũng không lấy cái câu chuyện của một gọi là bác tổng bí thư ngày ngày lễ ngày đau thương như thế này ra để mà câu view kiếm tiền bất chấp, vô đạo đức như vậy được. Thưa các vị, mình chửi thẳng, mình cũng chẳng ngại gia chạm với bất cứ cá nhân nào ở khu vực hay là youtuber, tiktoker cả. Đây là cái hành động gọi là kiếm tiền một cách vô đạo đức, yêu cầu gỡ ngay lập tức, mình khuyến cáo thôi. Còn nếu mà vẫn đang cố chấp ha, thì nên chờ đợi, nên chờ đợi gọi là cái việc xử lý của phía cơ quan chức năng, cũng như là kêu gọi tất cả bà con chúng ta ai về nhà nấy. Mình thấy một số bà con ở miền Tây lên đó rất là đông, 7-8 ngày mất hết thời gian, mất hết công việc mà chờ đợi, nhưng mà cuối cùng có gặp được thầy đâu, chẳng có ai có thể gặp được, chẳng có ai có thể quay phim được. Tất cả những video cho đó, một số là đa số là video cũ, họ đang đi đăng lại để giật tích câu view, nói rằng thầy xuất hiện chỗ này, thầy xuất hiện chỗ kia, đi tìm thầy chỗ này, rồi nói rằng người dân chia sẻ như thế này như thế kia. Nhưng trên thực tế đó chẳng có một thông tin gì cả, thưa quý vị. Mình rất là đang bức xúc với cái thằng Đây Đó Cần Thơ này, và để xem rằng á ai biết được thằng này nó đang ở đâu nha. Thì gọi là nếu như mà biết quay đầu á thì nên xóa đi những cái hình ảnh, cái video đó hẳn hết, vì bởi vì cái thông tin đó là những cái thông tin không chính xác và giật tích câu view, và cho đến là cái ngày lễ quốc tang của quốc gia đất nước của chúng ta, vị bác tổng Phú Trọng mà tụi mày còn giật tích câu view kiếm tiền một cách bất chấp như vậy, lương tâm đạo đức của tụi mày ở đâu? Thưa cô chú anh chị, nên dừng lại tất cả đi, những kênh nào vẫn còn đang mong men ngoài đó thì nên trở về nhà làm câu chuyện khác. Đó là một số những cái nội dung sáng ngày hôm nay Thành Nguyên muốn chia sẻ gửi đến quý vị, cũng như là kêu gọi bà con chúng ta nên gọi là để yên tĩnh, để cho Sư Minh Tuệ có một cái quyền tự do nhất định, ông ấy tu tập theo lời Phật dạy. Và tất nhiên rồi, những cái thông tin tràn lan trên mạng cho rằng là thầy đã tỏa sáng, thầy đã hào quang này kia, thì quý vị chúng ta đừng nên vội tin, để có thể nói là nhầm lẫn rồi tiếp tục đổ vì đó để mà gây mất trật tự an ninh nữa nha cả nhà. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Em sẽ liên tục cập nhật tình hình gửi đến quý vị.